Hôm nay mới thay con máy đây, đổi từ con 12 Pro Max này lên 13 Pro Max này. Nhìn này, cái máy màu trắng này, dùng nó chuyên bị kiểu như này. Đây nha, đây là trước khi mình mang đi mình trải viền nhá. Nhìn trông kinh không? Nhìn trông như đồ vất đi đúng không? Đợi tí cu nó trải viền xong mang xuống nhá xem. Lại đẹp keng. Đây, sau khi cô nhân viên nó trả cho đây. Đó, nhìn đẹp chưa? Khác gì mới mới đâu. Màu trắng sướng thật. Dùng thoải mái, thích trải phát lại đẹp như mới. Tay cầm vào nó bẩn đấy nha, đây là vết tay cầm vào nha, còn không đẹp keng, bóng loáng như vừa bóc đúng nha, thế nha.